Yo, chào tất cả mọi người, mình là Ba Mì. Mình là Ba Mập. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Ba Mì và Ba Mập sẽ chơi Roblox Slumber Party Story. Đấy, thì hiện tại là mình đã rủ được mấy bạn về nhà mình chơi rồi nè. Đấy. Ui, nhà mày luôn hả? Nhà mày bánh bèo vậy luôn hả? Nhà kia màu hồng nha. Đó, thấy không? Thấy dễ thương không? Á, à, sơn hồng tím nè chứ Mập. Nó gắn đèn tùm lum hết đó. Ồ, quỷ này bây giờ tao mới biết luôn á. Giờ nó mới lòi cái BD nó ra đó. Tốt, tối nữa à. Kia nó nằm giường nào là mình nằm giường đối diện nha các bạn. À, đây coi nó đang làm gì nè, tao đang nhảy à. Cái giường của Gia ngộ đó các bạn, cái giường của Gia giống như nó có virus ngủ vậy, cứ nằm lên phát là ngủ, nằm lên phát là ngủ. Ê, nó nói mày nói gì kìa, à, có một cái chạm ga ở phía cuối con đường này nè. Hồi nãy là có một đứa đòi ăn kẹo gì đó nên là bây giờ Wabi nó mới nói là phía cuối đường này nó có một cái chạm xăng. Bây giờ tụi bay có muốn đi có đó để mà mua đồ không? Đấy. Đây đây đây, ở ngoài có để xe đạp á, giờ tụi mình sẽ lấy xe đạp đi ra đó mua kẹo ăn ha. Đúng rồi, đó Wabi nó sẽ mua kẹo xinh gum. Gummy là kẹo dẻo. Gummy là kẹo dẻo. Kẹo dẻo má ơi. Giờ này ai ăn xin gum nữa dính răng. Ờ ba ăn kẹo dẻo cũng dính răng vậy. À kẹo dẻo nó chỉ dẻo thôi chứ nó không có dính. Dẻo thôi chứ không dính răng. Thanh niên là kẹo không biết. Hát cái đường ghê quá mày ơi. Tao thui à. Ui trời sao mà tối thui vậy không có thấy đường. Mà cái này lái thì sao? Trời khó lái ghê luôn á trời. Đúng lắc luôn á vãi nồi. Ủa sao mà lắc? Ủa sao mà tối thui vậy? Ủa cái sao đường nó tối thui vậy trời? Ơi có chiếc xe kìa, cái chân ủi bảo ơi. Rồi bảo tông xe rồi. Họ sử dụng cái đèn rẻ tiền trong cái khu vực này vãi đèn, đèn đường mà cũng làm đèn rẻ tiền nữa thì luôn mấy ông này ông làm ăn thiệt tình á. Ra đi trước rồi chuẩn bị ủi bây giờ. Ôi nghe tiếng gì không? Ôi ai vậy? Ôi ra nó ủi chúng cái bà nào rồi kìa. Vậy lái xe kiểu gì vậy? Trời trời chân mới dài vậy. Ôi chân mới dài tới nách luôn. Ủa nhìn quen vậy. Ui rồi mà ơi. Con xe đen Rina. Sao nhân vật này có đây? Chạy. Ui kìa. Ủa nó làm gì? Vãi nào nó đi lùi. Tao sợ nó thiệt chứ. À đúng là khu Kia sống ghê thiệt. Ông ba gặp ma nó phải thế. Vãi nào khu Kia sống ghê đi lùi luôn các bạn. Sợ thiệt chứ. Vãi thật. Hải quay xe này không cần. Không cần quay xe. Đó tao mở phim rồi tao phải coi nè. Người ta hải quay xe là xưa rồi bây giờ. Kia quay xe. Đúng rồi. Ông Kia lùi xe. Tụi bay có thấy cái con ngươi của cái bà đó không? Vừa nó vừa không có con ngươi mà nó còn vừa xài. Ba. Giờ giờ đi ngủ rồi kìa mấy đứa. Nhưng mà ba ơi, ở ngoài có cái một cái bà già điên rất là đáng sợ. Ủa, ngon vậy? Rất là ngọt ngào, vãi. Vãi nội ba thiệt luôn á. Kêu đâu bà nào ngon vậy ba? Cô ấy không có con ngươi. Mặt cô ấy bị chảy sệ. Nghe giống kẹo dẻo quá ha. Như là con ăn quá nhiều kẹo dẻo rồi đó. Bây giờ đi ngủ đi. Nhưng mà ổng không nghe con nói luôn kìa. Trời thiệt thứ gì. Ở ngoài này là cái gì đó kẹo là mới bị ngáo. Còn kia nó ăn kẹo dẻo nó ngáo nha các bạn. Đúng rồi, tao lên giường ngủ mà ơi. Kẹo dẻo là không có cần trong đó nha. Không có chuyện. Đúng rồi. Ai có bay làm gì? Nằm cái gì vậy bảo? Tôi đứt vô nè, đứt nè. Vậy nó, nó nằm vậy để nó thả rắm cho nó vậy. À hiền luôn á, thằng kia đánh rắm thì nằm bên giường kia. Ủa cái gì? Ủa, đang nằm mơ nè các bạn. Ô, thế giới trong mơ nè. Đây là giấc mơ. Nở thiền nữa ảo. Ủa tại sao mấy đứa, tại sao tất cả đều chung một giấc mơ là sao vậy? Ờ, chắc nằm chung phòng của ba, bởi vì mình nói cái phòng của Ga nó có virus ngủ rồi, nằm phát một là ngủ liền á, các bạn ghê lắm. Vậy là gì mơ chung giấc mơ đi chứ. Đó, ta thấy ghê thì chứ, dễ sợ, bình tĩnh nào mọi người. Bình tĩnh, đừng rối. Đây chỉ là giấc mơ thôi, không có gì có thể làm thương mình được đâu. Sợ sợ. Lại ông Phi à, đứa nào rớt 20 robot. Ô, bà già, ấy bà già nãy Selenina kìa đúng không? Selenina, con nhỏ trẻ kìa bà già, sợ thật chứ. Bây giờ là nó sẽ giết cho lưng mình hả? 75 giây. Rồi, có thanh niên rớt xuống rồi. Rồi. Nó kêu là không sao đâu, biết thanh niên nó có lên lại không ha? Chắc không đâu. Chết đó, chết đây có 20 robot á, cho không đùa đâu. Bà kêu là không có sao đâu, đây là chỉ là giấc mơ thôi, đứa nào nãy an ủi kỳ vậy? Bà đâu, bà, mày á, cái miệng mày nói ra chứ đâu nữa. Ở đâu, tao kêu là không sao đâu, ở đây nó không làm thà làm mình bị thương đâu, chứ tao đâu có nói là cái gì. Nhưng mà cái người nói ra cái câu này là mày đó. Ủa ôm. Ừ. Thôi dịch lại giùm hả mà. Dịch lại gì chứ miệng mày nói luôn ở trong này luôn mà. Bình tĩnh nào, thì tao cũng chỉ muốn cho mọi người bình tĩnh thôi mà. Vãi nồi. Đền 20 rớt cho nhỏ đi kìa. Ui con tới rồi nè, con tới rồi. Sao con gấu à, xa thế nhờ. Ông ấp ơi, coi chừng tốn 20 robot. Mày đừng có, mày nói hồn mày. Mày đừng có để tao cười kìa. Mày đừng có để tao cười. Ủa nó đâu rồi? Nó chết rồi. Vãi thôi. Thôi đi ra khỏi giấc mơ các bạn. Ôi giấc mơ đẹp quá à. Để mình đứng mình chờ Mập được không?
không được, không được. Không, mặt lát nó hồi sinh nó lên trên. Trời ơi, nó hồi sinh giữa đường mày ơi. Rồi, ra ra nói tiếp đi ra. Đó đó, cái dòng mà nhảy quýu là cái dòng hay té lắm nè. Rồi, nó chết trên giường luôn. Hai dòng nữa, bốn dòng nữa ba. Mày, con mắt con cao dưới mày nó bị cái gì kìa. Ôi, con mắt của tao thấy ghê vậy, quỷ bảo nó chết trên giường, tao nhìn tao sợ thiệt chứ. Ôi, con mắt của mình ghê quá các bạn. Quỷ bảo nó sống dậy rồi kìa, cái mặt nó vẫn cười. Có mình bảo nó cười à. Có một cái âm thanh nào đó kêu tao về nhà nè. Tao để tao mở tao nghe coi. Tao rất là sợ nhưng mà tao không có lý do gì, nhưng mà có một vài lý do là tao phải đi thôi. Tao cũng vậy mày ơi, tao không có điều khiển được cơ thể mày ơi. Không mấy tao với mày đi chung đi. Mày đang đi nè, bỏ mập đâu. Tao đang vừa cười vừa đi. Ai cũng hoang mang của mình. Ý, tính ra tụi mình bị thôi miên hết rồi, có mình thằng bỏ mập không bị thôi miên rồi ba. Mặt nó vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Nụ cười trên môi nhưng mà trong lòng nó không bao giờ ổn. Tao chết rất nhiều là kẹo dẻo rất là ngon chơi. Đang chờ mấy đứa nè. Come on baby. Tao không tin luôn á, bình thường á, chết là phải đưa qua cái ốc bi đó. Tại sao nó để giữa ốc bi đi. Này chắc gần hả mày ơi. Tiếp tục đi đi. Rất vui. Đi thì mình sẽ bay tới thăm tao. Tao không có thể nào được lỗ. Tao không thể nào chờ đợi được nữa. Tôi có cảm giác là giống như là cái chân của tôi nó không có nghe lời, tôi không thể điều khiển được nó. À, tự đạp pedal luôn. Đúng rồi. Vậy. Mày tụi bay tới đâu rồi đó hả? Mày tụi bay đi. Cười cái quần. Mày nói, ôi cái nhà gì, ô có con xì nhện kìa. Nhà xì nhện. Xì nhện là con gì mẹ? Mẹ bóc. Có một cái chỗ mà để triệu hồi tinh linh nè. Trong đây, biến hình. Ôi, biến hình. Đây là cái thác nước máu nè. Thác nước máu. Các bạn thấy mình đứng ghê không? Thác nước máu nè, thác nước máu này nè, thác nước máu này nè. Gụ giang của người ta. Bye. Em mà bập. Ê, ui, cái gì? Cứu hồn. Lên lầu. Ôi mẹ ơi, sao trong này như vậy? Chia ra. Ở bên này chứ. Trời ơi, không có luôn. Có rồi. Bây giờ. Rồi, đi đâu nữa? Đi đâu? Ui. Access window gì kìa? Đây. Cái cửa. Nhanh. Lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời hú hồn má ơi, tôi mém xíu nữa tôi đi luôn rồi, nó kêu. Hồi xíu nữa là cậu cũng chết luôn rồi đó. Hên là hồi xưa mình có nhảy quen rồi đó, của chuẩn bị qua cái trận quỷ kia nó không quay xe nó đi lùi luôn rồi các bạn. Quỷ nó nhanh lắm. Nó mà hay yêu quái là nó lùi, nó đi lùi luôn. Ủa, mắt hết đen rồi nè. Ừ, nở nụ cười trên môi lại rồi. Đen là con mắt hồi nãy là do bị điều khiển á mọi người. Đúng rồi, cái đó là giống bị hút hồn á các bạn. Mà có quỷ bảo nó không bị hút hồn mà nó cũng không kéo tụi mình về. Quỷ nữ hút hồn. Quỷ bảo đi thằng nẹo kéo bên xe tao hồi té giờ nha mày. Ê không được, không phải được quỷ nữ trẻ hút hồn mà quỷ nữ già hút hồn mới ghê. Mày ghê quá ba. Đó kìa nó nhìn kìa. I will see you again soon. Thấy tí nữa nó chạy sau nó dí theo nè. Nó ba chân bốn cẳng nó dưới theo với cái chân giờ hòn lòn nè. Đi về nó mét mẹ tao nè. Đó. Set up. Quỷ cái gà nó vô gì nó set up mà nó ha. Con điên. Không có, ý là tao đang nghi ngờ là một cái gì đó nó hù mình. An toàn chưa? Qua chưa? Hình như qua rồi á, tao đang chạy về nhà nè. Ôi hên quá, về được nhà rồi các bạn ơi. Bởi vậy mốt Kia nó rủ bạc ti bên nhà nó đừng qua nha. Nhà nó thứ nhất nè, trong phòng á là cái giường là nằm lên phát là ngủ luôn nè. Đó. Thứ hai là chạy xe đạp mà đi chung với nó á, mà gặp ma một cái là tụi nó các bạn là nó ve lùi như đúng rồi, trong khi tụi mình dính lại nè. Đó. Cái thứ ba là đi chung với nó hầu bị hút hồn đi, bị hút hồn bắt đi á các bạn thấy không? Nguy hiểm vãi nồi. Coi lại đi, toàn những cái câu này là những từ cái lời cái miệng của mày nói ra không ơi, chứ tao có nói giùm mày luôn á ba. Tính ra nói giùm mày luôn á. Nó giùm chứ ai muốn đâu mà nó giùm trời. Mới qua chơi chung thì phải cái phòng của nó, mà cái phòng nó màu hồng á, mày chỉ cần ở 3 đêm là cái phòng của một mày tím mà, màu tím. Tao đính chính lại là màu hồng tím nha. Phòng của Kia màu hồng tím có hình trái tim đồ. Trái tim là một trái tim, nãy là có trái tim. Trái tim sát phòng mày. Trái tim thằng nào nó mang vô nó gắn lên đó, chứ phòng cao lình có trái tim. Mày điên rồi, phòng mày ai gắn được của mày. Ba đêm được cái phòng mày bằng giống y chang phòng Kia luôn, nó sẽ bị lay. Nó sẽ bị lay. Vãi cái này. Thiệt luôn á. Bởi vì mình sợ Kia lắm, mai mốt mà nó rủ qua nhà không dám qua đâu, qua nhà mập đi ăn cho ngập mặt cho sướng rồi về. Rồi ok các bạn, thì các bạn thích video này nhớ lại cho ba đứa mình một like, một share cho channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.